Thưa quý vị, những năm qua, mô hình phụ nữ sống xanh hay mô hình thu gom rác thải nhựa từ biển của phụ nữ Đà Nẵng không chỉ là hành động bảo vệ môi trường và sinh vật biển mà còn lan tỏa những thông điệp tích cực đến với cộng đồng. Bất kể nắng hay mưa, các chị em trong chi hội ở các vùng ven biển vẫn cùng nhau âm thầm làm công việc của mình để mang lại một bãi biển sạch đẹp trong mắt bạn bè, trong nước và quốc tế. Với sắc màu đặc trưng của phụ nữ Đà Nẵng, từng đội áo cam chia nhau đi quét dọn, nhặt rác dọc vỉa hè, bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, Phước Mỹ. Đây là những khu vực tập trung đông đảo người dân, du khách tới vui chơi, tắm biển hàng ngày, nên lượng rác còn sót lại tại các bãi tắm cũng khá nhiều. Mỗi người một tay sẽ làm cho bãi biển du lịch Đà Nẵng sạch đẹp hơn. Đây cũng là cách chia sẻ nhọc nhằn với những công nhân vệ sinh môi trường, cũng như nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định của người dân và du khách. Vì mình thường xuyên dọn những cái khu vực biển thì để mà bảo vệ môi trường biển đã, để xanh sạch đẹp, rồi là ngoài ra là để mà bảo vệ môi trường để cho có cái không gian biển sạch sẽ cho khách du lịch thường xuyên là lui tới. Nhận thức rõ về tác hại và ảnh hưởng mà rác thải gây ra đối với môi trường biển và cuộc sống, từ năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn triển khai tại tất cả các chi hội cơ sở thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ tình thương giúp trẻ mồ côi và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với sự tham gia hưởng ứng tích cực từ các hội viên phụ nữ trên địa bàn, việc làm này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phục hồi, mở cửa thị trường du lịch biển sau hơn một năm gián đoạn vì dịch bệnh. Hội phụ nữ quận đã huy động lực lượng các chị em trong toàn bộ bảy phường xuống tham gia. Đây là chắc là một chương trình rất là ý nghĩa đối với không phải riêng của hội phụ nữ mà toàn thể người dân trên địa bàn của quận Sơn Trà giữ gìn môi trường biển, qua đó cũng làm cho phát triển kinh tế biển. Những bông hồng tình nguyện của chị em phụ nữ các cấp vẫn đang hàng ngày xây đắp hình ảnh đẹp cho thành phố thân yêu. Những việc làm ý nghĩa đôi khi chỉ cần xuất phát từ những hành động nhỏ để cùng đem lại một hình ảnh điểm đến sạch, thân thiện cho Đà Nẵng.